Em xin chào các bác. Tối qua bên em tiếp tục về kho những cái tấm pin mặt trời. Giá rất là tốt để phục vụ anh em thợ, anh em kỹ thuật và đặc biệt là những anh em đam mê điện mặt trời. Thì cái lô hàng này về bên em có những tấm pin 100W, 150W, 200W sử dụng cho hệ 12V. Vì những cái tấm pin này cái điện áp của nó rất là phù hợp để các bác sạc cho hệ 12V hoặc là các bác chạy trực tiếp với các thiết bị điện 12V. Đấy, ngoài ra thì theo yêu cầu của một số bác ấy, có nhờ bên em nhập về kho những cái tấm pin mặt trời 200W điện áp cao. Đấy, đây là những tấm pin điện áp 40V. Nó rất phù hợp cho anh em sử dụng với những cái hệ hòa lưới nhỏ, ví dụ như chạy với những chiếc bám tải săn hoặc là những chiếc hòa lưới xua giá rẻ. Tại vì với cái điện áp là 40V thì chỉ cần một tấm thôi là anh em có thể chạy với những chiếc hòa lưới săn bám tải rồi. Thay vì anh em phải mua hai tấm pin 20V nối tiếp nhau. Mua hai tấm đó thì giá chắc chắn nó sẽ cao hơn khi các bác mua một tấm rồi. Và bên em tiếp tục về những tấm pin 540W giá rất là tốt để anh em lắp công trình. Khi anh em lắp những cái công trình lớn ấy, chọn lựa những tấm pin công suất lớn thì giá chia ra thì nó sẽ rẻ hơn những tấm pin công suất nhỏ các bạn. Và sau đây thì em sẽ quay chi tiết về ngoại quan, thông số kỹ thuật và báo giá chi tiết tới các bác để anh em đang có nhu cầu có thể tham khảo ạ. Đầu tiên là tấm pin 100W các bác nhé. Pin 100W công nghệ 9+3. Cái lô pin này mới được sản xuất các bạn. Tấm pin mặt trời 100W này rất là thông dụng các bạn. Bởi cái giá thành rẻ nên là anh em rất dễ tiếp cận. Ngoài ra thì với cái kích thước nhỏ gọn thì cũng rất dễ mang đi lại. Nhất là những anh em đi rừng, đi cắm trại hoặc là đi biển. Và đây là mặt sau của tấm pin các bạn. Mặt sau của các tấm pin thì hầu hết sẽ gồm một cái hộp diode để bảo vệ này và dây rắc kết nối các bác nhé. Pin thương hiệu S-Solar, công suất là 100W, điện áp là 20,52V. Cái điện áp này rất là phù hợp cho anh em sử dụng với hệ 12V, dùng để sạc bình ắc quy. Dòng là 4,88A các bạn. Với cái điện áp là 20,52V thì anh em có thể chạy trực tiếp với các thiết bị điện 12V vào ban ngày. Ví dụ như bên em đang có bơm nước 12V, quạt trần 12V, bóng điện và quạt cây 12V các bạn. Hàng Class A các bác nhé. Kích thước của tấm pin là chiều dài là 728, chiều rộng là 700 và trọng lượng là 5,2 kg. Pin công nghệ 9+3 các bác nhé, 9 đường hàn. Công nghệ mới đấy các bạn. Cái tấm pin 100W này có giá là 900.000 các bác nhé. Giá là 900.000. Một tấm pin 100W mono công nghệ 9+3. Tiếp theo là tấm pin mono công suất 200W, pin 9+3 các bác. Những tấm pin 9+3 nhìn ngoại quan bên ngoài rất đẹp các bác nhé. Pin công suất 200W. Đây là mặt sau tấm pin các bạn. Đây là dây rắc kết nối. Pin thương hiệu S-Solar. Công suất là 200W các bạn. Điện áp hoạt động là 20,52V. Cái điện áp này thì nó sẽ bằng cái điện áp của tấm 100W các bác nhé. Nhưng mà cái dòng sạc của nó lớn hơn. Dòng của nó là 9,75A. Đấy, công suất của tấm pin thì sẽ bằng điện áp là 20,52 nhân với 9,75A thì sẽ ra công suất các bác nhé. Hàng Class A, kích thước là 1408 nhân 700. Đấy, khung dày 40 và trọng lượng là 12 kg các bạn. Đấy, đây là tấm pin công suất lớn nhất cho hệ 12V các bác nhé. Tấm pin 200W mono công nghệ 9+3. Giá là 1.650.000 một tấm các bạn. Đây là hình thức mặt sau của tấm pin đấy các bạn. Kích thước là chiều dài là 1408, chiều rộng là 700. Đấy, tiếp theo là tấm pin 200W áp cao. Tấm này thì cũng công nghệ là 9+3. Rất nhiều anh em có nhờ bên em nhập tấm pin 200W áp cao này về. Cũng tùy thuộc vào nhu cầu mà với cái điện áp 40V nó rất phù hợp với một số thiết bị các bạn. Đấy, đặc biệt là nếu anh em chạy với hòa lưới bám tải. Đấy, săn 1.000, 2.000 thì có thể lên chọn những cái tấm pin này. Đấy, chi phí đầu tư ban đầu nó rất là rẻ các bạn. Một tấm thôi nó đã đủ cái điện áp chạy rồi. Đấy, thay vì anh em mua hai tấm này ghép vào nhau thì mới đủ. Mà trong khi đó chi phí nó sẽ lớn hơn. Với 1.650.000 một tấm pin 200W áp cao, anh em đã đủ điện áp để chạy rồi.
anh em chỉ cần ghép song song thêm để tăng công suất thôi. Pin 100W, 200W áp thấp và 200W áp cao thì đều là công nghệ 9.3 các bác nhé. Công nghệ 9 đường hàn như này ạ. Với công nghệ 9.3 thì chắc chắn là tấm pin kết cấu nó sẽ tốt hơn, độ bền nó sẽ cao hơn các bác nhé. Đây, em sẽ quay cái mặt sau các bác ạ. Đây là thông số kỹ thuật và mặt sau của tấm pin 200W áp cao. Pin thương hiệu S-Solar, công suất là 200W các bạn. Điện áp hoạt động đó là 41,04V. Dòng của nó là 4,88A các bác nhé. Với cái điện áp 41,04V, cái điện áp này nó gấp đôi cái tấm pin 200W áp thấp các bạn. Đấy, với điện áp này thì kể cả anh em dùng với những chiếc biến tần áp cao, anh em ghép nối tiếp sẽ nhanh đạt cái điện áp tiêu chuẩn hơn. Đấy, kể cả anh em dùng với những chiếc hòa lưới Sure hoặc là hòa lưới bám tải của Sun ấy, thì cái điện áp này một tấm thôi đã đủ để sử dụng với những chiếc biến tần đó rồi. Thay vì nếu anh em dùng áp thấp thì anh em sẽ phải sử dụng hai tấm nối tiếp nhau thì chi phí của nó sẽ gấp đôi. Cái tấm pin 200W áp cao này giá cũng là 1.650.000 các bác nhé. Áp thấp và áp cao giá bằng nhau, 1.650.000 một tấm. Đấy, tùy theo nhu cầu sử dụng của các bác nên anh em có thể lựa chọn tấm pin cho nó phù hợp với nhu cầu sử dụng của mình. Nếu anh em dùng sạc bình thì sẽ nên dùng áp thấp, còn nếu anh em chạy biến tần hòa lưới thì nên sử dụng áp cao. Đấy, giá thành thì như nhau các bác nhé. Đấy, kể cả những tấm pin áp cao này anh em vẫn sạc bình được, nhưng mà hiệu suất thì nó sẽ không thể cao bằng tấm pin áp thấp được, tại vì điện áp của nó cao mà, dòng sạc nó quan trọng vào cái dòng sạc các bác. Đấy, tiếp theo là tấm pin 150W các bác nhé. Cái lô pin 150W này giá cũng rất là tốt các bác, rất dễ tiếp cận, tại vì đây là lô pin hàng xuất dư của nhà máy thanh lý, giá rất là tốt. Giá pin mono 150W là 1.150.000 một tấm các bác nhé. Đây là tấm pin mono, công suất là 150W. Pin mới 100% các bác nhé. Đấy, các bác lưu ý là pin mới các bác nhé. Đấy, em sẽ quay chi tiết cái mặt sau và thông số kỹ thuật. Đấy, mặt sau thì sẽ gồm hộp diode bảo vệ và dây jack kết nối. Đấy, còn đây là thông số kỹ thuật các bạn. Pin công suất là 150W, điện áp hoạt động của nó là 20,52V. Đấy, dòng là 7,31A. Đấy. Cái tấm pin này cũng rất phù hợp cho anh em chạy với các thiết bị điện 12V hoặc là sạc bình ắc quy 12V. Sử dụng cho các hệ thống điện mặt trời 12V các bạn. Hàng class A. Kích thước là 1,5m nhân 668 các bác nhé. Đấy, chiều dài là 1,5m, chiều rộng là 668. Đấy, và cuối cùng là tấm pin 540W. Nếu anh em đang có nhu cầu lắp một cái công trình thì có thể sử dụng những tấm pin công suất lớn như thế này. Giá thành của nó sẽ rất là tốt. Và đặc biệt là nó có những cái công nghệ mới nhất như công nghệ 10.3, công nghệ Half-Cell, công nghệ PLC. Và quan trọng là những cái tấm pin công suất lớn này thì khi anh em mua chia ra thì nó sẽ rẻ hơn những tấm pin nhỏ ghép với nhau các bạn. Thi công thì nó sẽ dễ dàng hơn, ghép rất ít. 540W thì anh em chỉ cần 6 tấm thôi đã hơn 3kg rồi. Tấm pin 540W này bên em đã có những cái video quay rất chi tiết các bạn. Giá mỗi một tấm là 2.950.000 một tấm, pin mới 100% các bác nhé. Pin công nghệ 10.3, 10 đường hàn. Một tấm pin mới giá 2.950.000. Thực sự là nó cũng ngang với những cái tấm pin trên thị trường anh em bán những tấm pin tháo mái rồi các bạn. Mà pin tháo mái hiện tại bây giờ thì rất là nhiều pin lỗi các bác nhé. Pin bị giảm hiệu suất, pin bị sinh nhiệt, anh em người ta tháo công trình ra bán nên là hiện tại bên em lại không làm pin tháo mái nữa. Mà giá pin mới thì nó không chênh nhau nhiều với pin tháo mái các bạn. Nên là anh em có thể chọn lựa pin mới thay cho pin tháo mái các bác nhé. Dùng lâu dài thì anh em cứ đầu tư, chênh nhau không đáng kể các bạn. Pin công nghệ mới nhất là công nghệ PLC, công nghệ Half-Cell và công nghệ 10.3, 10 đường hàn. Với trang bị cái công nghệ 10.3 thì các bác để ý xem cái ngoại quan của nó rất là đẹp. Kết cấu của cell sẽ rất là vững chắc, sẽ bền hơn.
Và đặc biệt là điện trở và dòng nó sẽ phân bố đều trên các cell để cho cái hiệu suất tốt nhất các bạn. Tiếp theo là cái công nghệ PLC các bạn. Công nghệ này thì là công nghệ của cell. Công nghệ sẽ giúp cho cell hấp thụ điện tốt hơn các cái công nghệ cũ các bạn. Đây là mặt sau của tấm pin các bác nhé. Đây là thông số kỹ thuật các bạn. Pin mono công suất là 540W. Cái điện áp hoạt động của nó là 41,66V. Dòng là 12,97A. Điện áp hở mạch là 49,63V. Dòng là 13,67A. Hàng Class A các bác nhé. Có nghĩa là hàng tiêu chuẩn và chất lượng tốt nhất các bạn. Đây là thông số chi tiết của tấm pin 540W. Đấy, pin thương hiệu SunPort các bác nhé. Đây, thương hiệu SunPort. Pin công suất 540W, giá 2.950.000. Tấm pin này thì bên em sẽ bán tại kho các bạn, tại vì tấm pin này kích thước của nó rất là lớn, rất là cồng kềnh. Còn nếu anh em ở xa mà không qua trực tiếp được thì bên em có thể gửi xe khách các bạn, hoặc là bên em sẽ ghép xe để giao tới các bác. Còn những cái tấm pin công suất nhỏ như này bên em sẽ giao hàng toàn quốc các bác nhé. Bên em sẽ gửi đường bưu điện các bạn. Chỉ có những tấm pin to quá kích thước như kia thì bên bưu điện không nhận thôi. Còn những tấm pin mà 450W trở lại bên em vẫn gửi bưu điện được các bạn. Và nhất là những tấm pin dưới 200W như thế này, gửi bưu điện rất là dễ dàng các bác nhé. Và rất là an toàn, nên các bác yên tâm ạ.